Chào mọi người, mình là Tông đang quay cái cần câu bên kênh cần câu Nhật Bãi. Cần câu Nhật Bãi của mình là tên của nó là viết thường, chữ thường hết nha mọi người, chữ thường, chữ tiếng Việt có dấu nha mọi người. Và mọi người mọi người cố gắng đăng ký kênh và ấn chuông để nhận được thông báo của video mới nhất để lựa chọn hàng sớm nhất nhé. Đấy. Đây, hôm nay mình có những cái cần đây đây. Và mình nói luôn là thời gian này thì mình chỉ soạn mỗi ngày chỉ được một ít thôi, tại vì mình đang vừa soạn máy khoan vừa soạn cần câu đó nha mọi người. Mọi người cũng thông cảm cho mình là mình đang tập trung soạn máy khoan để cho nó ổn ổn, rồi cái mình sẽ soạn cần câu nhiều hơn, cần câu máy câu nhiều hơn để mình cho mọi người bán cho mọi người nhé. Mọi người để ý coi đấy. Còn tạm thời thì mình chỉ soạn được mỗi ít cần câu là quay để kịp video hàng ngày lên cho mọi người xem, mọi người lựa chọn nhé. Rồi, trước tiên cái cần này nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đấy, cần này điều gì đây? Đây mọi người nhìn này. Đấy, cái cần này đây mình cho mọi người coi này. Đấy, khuyên một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn. Đây, càng 5 đoạn nó mắc một cái khuyên chỗ này như nó mắc một cái khuyên hay là không mắc gì đó mình không rõ, rồi có thể là như không mắc. Đây. Đây. Bát này, cái đế mọi người gọi cái bát mà mình hay gọi là đế máy, đế gắn máy nhé. Đây. Đấy, để mình đọc thông số qua, mình cũng có đo có cân thử. Con này thì nặng 2,4 240g, 240g. Cái đọt của nó thì là đọt của nó 3 ly nha mọi người. Cái đọt của nó đào trên nó 3 ly. Nó dài 3 mét, thu vào ngắn nhất là 70 phân nha mọi người, thu vào ngắn nhất 70 phân, vươn ra là 3 mét nhé. Đấy, vươn ra 3 mét. Càng này càng số 1. Cái càng này nó 300. Số 1 300 nha mọi người. Đấy. Cái này khá là đẹp vì cây đầu tiên nên mình để giá hơi rẻ tí cho mọi người nhé. Đây. Tiếp theo. Cái càng này. Đây. Này, nhìn này. Đấy. Càng này thì như mọi người đã thấy này, là cái càng này dài 2,7 m nhé, càng này dài 27, nặng 200g. Đấy, 200g. Đấy. Thu vào của nó ngắn nhất là 70 phân, thu vào ngắn nhất 70 phân. Đọt này là đọt 3 ly nha mọi người, đọt 3 ly đấy. Đấy, mình dỡ cho mọi người. Đấy. Cái này thì ngoại hình không được đẹp cho lắm. Này đấy. Đấy nha mọi người. Đấy. Bát gắn máy này, bát quặn này. Đấy. Cái này đang dính ở đây mọi người, về thổ đó nhé. Đây, rồi. Mình nhé. Đấy. Con này là con số 2. Số 2 này mình bán với giá con này hơi ngoại hình không được đẹp cho lắm thì mình bán 270.000. 270.000 nha mọi người. Tiếp theo cái này. Cái này khá đẹp nha mọi người. Đây. Đây. Đấy. Đây. Này, có cái đào dữ luôn rồi. Cái này thì nặng 140g. Nặng 140g. Dài 2,2 m nha mọi người. Dài 2,2 m. Đọt của nó là 3 ly, đọt 3 ly nha mọi người. Cái đọt này độ
tổng của nó là 3 ly. Đấy, nó thu vào ngắn nhất là 80 phân. Đấy, thu vào ngắn nhất 80 phân nhé. Và ngắn nhất là 80 phân đấy. Mình mọi người cũng thông cảm là mình cũng chưa biết nhiều về cái thông số của cái cần cao được nhiều, nên mình cũng cố gắng là mình cũng tham khảo ở trên mạng của mấy anh em, và cũng mong là mấy anh em coi rồi hỗ trợ mình comment phía dưới để cho mình thêm những cái thông số kỹ thuật của nó nhé, như là làm thế nào để biết thông số nào thế nào để cho mình coi trong này mình hỗ trợ cho mọi người nữa. Còn đây thì mình cũng cân, mình đo thử những cái thông số như là chiều dài của nó này. Chiều dài của nó là mình xả ra là nó được 2m1 này. Đây, 2m1, mình đo 2m1. Và thu vào ngắn nhất là 80 phân này. Còn cái đọt trên cùng này là nó là 3 ly. Cân nặng của nó là 140 g. Đấy, 140 g nha mọi người. Số 3. Số 3. Cái này số 3, cái này mình bán 300. Số 3 300 nha mọi người. Tiếp theo, một cái cần đơn. Cần đơn. Cần đơn thì một cái này ngoại hình cũng bình thường thôi. Đấy. Đấy. Đọc. Kéo cho mọi người coi, bây giờ mình sẽ xem thử nó còn có cái nắp lại, xem thử cái thông số của nó như thế nào nhé. Đây, cái này nặng 140 gram, đọt của nó là 1 ly, chiều dài của nó là 4,4 m, thu vào ngắn nhất là 1 m nha mọi người, thu vào ngắn nhất là 1 m. Đấy, cái này cây số 4. Cái này mình bán với giá 200. 200 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo, tiện mình bán luôn cái cây này. Cây này cũng cây cần đơn không máy nha mọi người. Đấy. 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 Cái cần này dài 2m7. Đấy. Dài 2m7. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m02 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m02. Cân nặng của nó thì chưa đến 1 gram, chưa đến 100 gram. Đấy. Đọt của nó thì là đọt của nó khoảng 1,5 ly nhé, 1,5 ly. Đấy. Đọt của nó 1,5 ly. Đóng cái nắp lại. Đấy. Đây là cái số 5. Số 5 nha mọi người. Số 5. Cái này bán 150.000. Đấy, 150.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái cần đơn này luôn. Đấy. Nó luôn cái cần đơn này, cho hết cần đơn luôn. Đấy. Đây. Đọc này. Đấy. Rồi. Năm đoạn. Đấy, cần đơn này 5 đoạn. Đây, mình coi cái thông số của nó là nặng 200 gram. Nặng 200 gram nha mọi người. À, đọt của nó là 1,5 ly, chiều dài của nó là 4,3 m, còn thu vào ngắn nhất là 97 cm nha mọi người. Đây, đây là cái cần số 6 này, cần này mình bán 270.000, số 6 270.000 nha mọi người.
tiếp theo cái này đây, cái này là thấy ghi là NTF, hẳn NTF sao thấy có cái tem này, này. Nha mọi người, mấy cái khuyên thì đây, cái khuyên này thì thấy cái phần đan ngoài này hình như nó hơi bị nứt nha mọi người, lúc nó nứt hay là kiểu nó thế, còn cái mình thấy hình như cái trắng ở phía trong vẫn còn nguyên đấy, cái trắng của phía trong vẫn còn nguyên đấy. Cái nhựa đan bên ngoài này nó nứt xí như thế này nhưng mà cái trắng ở trong là vẫn còn nguyên nha mọi người, vẫn còn cái trắng sứ bên trong bình thường nhé, nhưng mà vẫn sỏ cước xài bình thường à. Ngoại hình thì cũng bình thường đấy. Con này nặng 200 gram, đọt của nó là 1,5 ly, chiều dài là 4,4 mét, thu vào ngắn nhất là 115 cm nhé, 115 cm. Đây rồi. Cái này cái số 7. Số 7 này mình bán 300. 300 nha mọi người, số 7 300. Đấy. Tiếp theo. Đây. Số 8 này. Đấy. Thấy khá là dài, mình coi thông số nó. Cái cần này cân nặng của nó là 200 gram, đọt của nó là 3 ly nha mọi người, chiều dài là mấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiều dài của nó là 3,5 mét nha mọi người, thu vào ngắn nhất là 1,2 mét, thu vào ngắn nhất 1,2 mét, đấy chiều dài 3,5 mét, dài 3,5 mét. Con này thì ngoại hình bình thường nhưng mà khá là ok đấy. Con này còn số 8, số 8 nha mọi người, số 8, 8 này mình bán 300, 300 luôn cho mọi người chuyển mua. Đây, tiếp theo cái răng này, cần này thì hình như là bị móc khuyên hết, khuyên ẩn gì đây, à khuyên ẩn này, khuyên ẩn này đấy. Khuyên nó nhỏ đây, nó nhỏ nha mọi người đấy. Đấy, khuyên này, khuyên nhỏ nha mọi người đấy, khuyên nhỏ đấy, khuyên nhỏ, mình rất là thích những khuyên nhỏ này tại vì làm cho cái cần nó tỏ và nó rất là gọn nha mọi người. Đây khuyên này, máy này, cái cần này dài tới 4,3 mét nha mọi người, cần dài 4,3 mét đấy, thu vào ngắn nhất là 85 cm, 85 cm, đọt của nó là 2 ly đấy, cân nặng của nó là 300 gram, cân nặng của nó 300 gram nha mọi người đấy. Cần này cần số 9. Cần này mình bán 350 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cái cần này đấy, khá là vững chắc, khá là chắc nha mọi người đấy. Đấy. Cần này khuyên thì cái vành nhựa bên ngoài thì hơi nứt tí nha mọi người, đây khuyên của cái nhựa này bên ngoài nứt, còn bên trong thì cái sứ trắng này nó còn nguyên nha mọi người, sứ trắng này nó còn nguyên đấy, mình bỏ cho mọi người coi đấy. Nó chỉ hơi nứt rạn ra thôi chứ nó cũng không sao cả nhé,
người vẫn xỏ vào đây cao bình thường nhé. Còn tí thì mọi người về nhỏ cái 502 cho nó cứng. Đấy. Cần. Đấy. Mọi người. Đấy. Mình cố gắng thấy được cái gì mình báo cho mọi người để mọi người dễ lựa chọn nhé. Rồi mọi người cố gắng cũng coi kỹ cho mình. Đấy. Cần này thì mình đọc luôn là nó nặng 400 gram. Đọt của nó là 3 ly. Thu vào ngắn nhất của nó là 1 mét. Còn chiều dài của nó là vươn ra tới 5m2 lận, 5m2 nha mọi người. Cái cần này cần số 10. Số 10 này mình bán 470.000. 470.000 nha mọi người. Đấy. Giá này quá ưu đãi cho mọi người rồi. Đấy. Tại vì đây. Tiếp theo càng này tuyên này rất khuyên bọc bằng kim loại này nó rất là bền chắc đang cãi bằng đồ không hoang rỉ. Đấy. Cần rất cần là đẹp mọi người, đó, rất là đẹp, nhìn vững chắc cái cầm này cầm rất là vững chắc nha mọi người, đó, này. Cái cần này nặng cân nặng của nó là 440 gram nhé, chiều dài chiều dài của nó là 5m1 chiều dài của nó 5m1 nha mọi người. Chiều dài của 5m1 thu vào là 1m1 thu vào là 1m1 à, còn đột của nó là 3 ly nha mọi người, đột 3 ly nha mọi người. Đấy. Đột 3 ly. Đấy. Cái này dự là ngon nhất của cái video này. Đấy. Con này ngon nhất video này. Đấy nha. Rồi. Cái cần số 11. Số 11. Đây. 11 này. Cái này mình bán 550.000 nha mọi người. 550.000. Đấy. Rồi. Này. Cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hôm nay mình chỉ có 11 cái cần như thế thôi. Đấy. Nhá, mọi người coi lại lần nữa nhé. Quay sát để cho mọi người coi. Mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng của kênh Cần Cao này là 0786555599 nha mọi người. Đấy. Mọi người ủng hộ kênh, đăng ký kênh và ấn chuông nhé để nhận thông báo sớm nhất và like video cho mình để kênh được quảng bá rộng hơn để cho mấy anh em chơi đồ cao, thích câu cá, đồ đam mê trong hội đồ thì được xem, được tiếp cận với sản phẩm đồ bãi Nhật nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.